Tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những nội dung chính. Ứng phó với siêu bão ra gì? Cư dân chung cư cần làm gì? Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đến 9 giờ sáng ngày 6 tháng 9, vị trí tâm siêu bão số 3 ra gì trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 130 km về phía Đông Đông Nam, cách Quảng Ninh 570 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16, 184-201 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20 km/h. Theo các chuyên gia, đây là cơn bão rất mạnh, hoàn lưu rộng, vùng gió mạnh cấp 8 có ban kính khoảng 250 km, vùng gió mạnh cấp 10 khoảng 150 km, vùng gió mạnh cấp 12 khoảng 80 km xung quanh tâm bão. Dựa vào thang đo Beaufort tại Việt Nam, gió mạnh cấp 8 sẽ có vận tốc từ 62 đến 74 km/h. Với sức gió này sẽ làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Biển động rất mạnh, đặc biệt rất nguy hiểm đối với tàu thuyền. Gió mạnh cấp 10 sẽ có vận tốc từ 89 đến 102 km/h, làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, biển động dữ dội, đủ sức để đắm tàu thuyền. Đáng chú ý, gió mạnh cấp 12 có vận tốc từ 118 đến 133 km/h, sức gió phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn. Với sức gió trên, nhà chung cư cao tầng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, cư dân và ban quản lý tòa nhà cần đặc biệt chú ý để tránh các tai nạn và thiệt hại không đáng có. Trước khi bão đổ bộ, người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo bão trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa phát thanh của thôn, xã. Đồng thời chuẩn bị các biện pháp đảm bảo an toàn khi bão về như kiểm tra bản lề cửa để sớm phát hiện hư hỏng, có thể gây vỡ cửa kính. Người dân cần chốt cố định bản lề hoặc gia cố bản lề vững chắc để chống vỡ cửa kính, có thể chèn hoặc dán băng keo bịt khe hở ở giòn cao su nhằm tránh rung lắc. Dùng băng keo trong suốt, dán chéo các ô cửa kính để phòng mảnh vỡ không bị văng vào nhà, trúng người. Cư dân chung cư cần kiểm tra các loại hệ thống ống thoát nước để đảm bảo không bị tràn nước ngược vào căn hộ. Di rời chậu cây, vật nặng đang để ở ban công xuống đất để tránh bị rơi, bay khi bão vào. Nếu đặt máy giặt, máy sấy bên ngoài ban công, lô ra căn hộ thì nên kê cao chân máy và có vỏ bạt bên ngoài để trùm lên thân máy. Hạn chế việc để nước ngấm vào máy móc có thể gây hỏng hóc tài sản. Trong những tình huống rung lắc nguy hiểm, nơi an toàn là sát dưới các góc chân cột lớn trong căn hộ hoặc gian nhà. Bởi khi rơi mảng bê tông hoặc tấm trang trí trần thạch cao thì những góc cột này sẽ tạo nên một góc tam giác an toàn. Cư dân chung cư cũng cần chuẩn bị sẵn sàng các vật dụng, đèn pin, đèn đeo chán, dây thừng, mũ bảo hiểm, kính bảo hộ mắt, bình chữa cháy và nên soạn sẵn một ba lô đựng những giấy tờ quan trọng để mang theo khi cần. Ngoài ra nên sẵn sàng các phương án để thoát khỏi căn hộ nếu có hiệu lệnh từ ban quản trị tòa nhà theo thang thoát hiểm. Trong khi cơn bão đổ bộ, người dân vẫn cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo bão trên các phương tiện thông tin đại chúng và loa phát thanh của thôn, xã. Tuyệt đối tránh xa cửa sổ, cửa ra vào để tránh các cửa này bị đổ, kính vỡ văng vào người. Cư dân cần chuẩn bị sẵn đèn pin để phòng mất điện, không sử dụng nến thắp sáng để tìm kiếm đồ trong không gian hạn chế như khu vực bếp ga, vì dễ dẫn đến nguy cơ cháy nổ. Cần chuẩn bị sẵn khăn, chổi, xẻng, phòng trường hợp nước tràn vào căn hộ. Nếu được lệnh sơ tán, hãy mang các đồ dùng thiết yếu cho gia đình và di chuyển ngay đến một nơi trú ẩn được chính quyền địa phương sắp xếp. Phải thông báo, thông tin kịp thời, chính xác vị trí, tình trạng nguy hiểm khi cần được cứu hộ. Sau khi bão đổ bộ, cư dân chung cư cần tiếp tục theo dõi tin tức và cập nhật tình hình thời tiết ngay cả khi bão đã đổ bộ vào đất liền, chỉ được phép về nhà từ nơi sơ tán khi có sự cho phép của chính quyền địa phương. Đồng thời chú ý đến các yếu tố nguy hiểm như đường dây điện bị đứt và nước nhiễm điện, vì thông thường khi bão tan, khả năng lũ lụt vẫn còn xảy ra. Tuyệt đối không đến gần hoặc đi vào các tòa nhà đã hư hại, ngập nước. Tuân thủ theo biển cảnh báo khi lái xe, không đi vào đường bị ngấm nước hoặc có chướng ngại vật, ngay cả với phương tiện lớn, vì phương tiện có thể bị nước cuốn trôi hoặc nguy hiểm. 4 sân bay tạm thời đóng cửa ngày 7 tháng 9 để ứng phó với bão số 3. Tại cuộc họp về các biện pháp phòng chống, ứng phó cơn bão số 3 vào chiều muộn ngày 5 tháng 9, sau khi nghe Trung tâm Khí tượng Hàng không thuộc Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam dự báo về diễn biến của bão Yagi và báo cáo của các đơn vị trong ngành, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng nhận định đây là một cơn bão rất mạnh, đang diễn biến rất phức tạp. Bão số 3 chắc chắn sẽ đổ bộ vào Việt Nam, đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng không dân dụng tại các cảng hàng không thuộc khu vực Bắc Bộ bao gồm Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi, Thọ Xuân.
Theo ước tính sơ bộ, bão Yagi có thể ảnh hưởng đến khoảng 240 chuyến bay nội địa và 70 chuyến bay quốc tế. Với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng không dân dụng, hạn chế tối đa các ảnh hưởng của bão đến tính mạng hành khách và trang thiết bị cơ sở vật chất của đơn vị trong ngành, Cục trưởng Đinh Việt Thắng đã quyết định tạm ngừng tiếp thu, khai thác tàu bay tại các cảng hàng không nằm trong vùng ảnh hưởng của bão trong ngày 7 tháng 9. Cụ thể, thời gian tạm ngừng khai thác như sau. Sân bay Vân Đồn từ 4 giờ đến 16 giờ. Sân bay Cát Bi từ 5 giờ đến 16 giờ. Sân bay Nội Bài từ 10 giờ đến 19 giờ. Sân bay Thọ Xuân từ 12 giờ đến 22 giờ. Ông Đinh Việt Thắng yêu cầu các hãng hàng không chủ động thông báo cho hành khách thông tin trên để có kế hoạch đi lại phù hợp, đồng thời giao Phòng Vận tải Hàng không, Cục Hàng không Việt Nam xem xét cấp phép bay bổ sung cho các hãng hàng không từ ngày 8 tháng 9 để bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách sau bão. Ngoài ra, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam tập trung 100% nguồn lực con người và thiết bị bảo đảm công tác dự báo khí tượng hàng không tại các cảng hàng không, sân bay để kịp thời đưa ra các thông tin dự báo chính xác về ảnh hưởng của bão. Các cảng hàng không, công ty quản lý bay khu vực tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các biện pháp phòng chống ảnh hưởng của bão đến hạ tầng kỹ thuật của cảng và tàu bay trên sân đỗ, đồng thời thực hiện nghiêm các phương án phòng chống bão của địa phương. Cảng vụ hàng không tham gia trực tiếp vào công tác phòng chống thiên tai tại các cảng hàng không và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định. Sau khi bão tan, các đơn vị tập trung nguồn lực thực hiện ngay các nhiệm vụ để đưa hoạt động khai thác trở lại bình thường. Tuy nhiên, đặc biệt lưu ý đến ảnh hưởng của hoàn lưu bão kèm theo mưa lớn kéo dài có thể gây ngập lụt tại các cảng hàng không như Điện Biên, Vinh. Việt Nam đề nghị Trung Quốc, Philippines hỗ trợ tàu thuyền trú tránh siêu bão Yagi. Chiều ngày 5 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính mới ký công điện chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 3, bão Yagi với tinh thần phải chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất. Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc và Philippines chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để tạo điều kiện cho các tàu thuyền của Việt Nam trú, tránh, hỗ trợ cứu người và sửa chữa tàu thuyền trong trường hợp cần thiết. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng gửi công hàm đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội và đến Đại sứ quán Philippines tại Hà Nội để đề nghị phối hợp với các cơ quan chức năng của phía bạn hỗ trợ các tàu thuyền của Việt Nam trong trường hợp cần thiết, cử cán bộ trực 24/24 giờ để kịp thời hỗ trợ, liên hệ với các cơ quan trong và ngoài nước nhằm ứng phó kịp thời với cơn bão số 3. Trưa ngày 5 tháng 9, gió bão Yagi mạnh nhất lên tới 201 km/h, cấp 16 siêu bão. Khu vực dự báo đổ bộ từ Quảng Ninh đến Ninh Bình vào chiều ngày 7 tháng 9. Đến 10 giờ ngày 6 tháng 9, tâm bão cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 120 km, cách Quảng Ninh khoảng 550 km, duy trì cấp siêu bão. Siêu bão sau đó chếch lên hướng bắc một chút, tốc độ 15-20 km/h và vào gần bờ thì giảm cấp. Đến 10 giờ ngày 7 tháng 9, tâm bão ở Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 120 km, sức gió giảm còn cấp 13, giật cấp 16, vẫn rất mạnh. Với sức gió này, nhà mái tôn bị thổi bay nóc, tường bao có thể đổ, bão sau đó đi vào các tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vì bão số 3 được dự báo có cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp, nên Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương nêu trên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bão. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần phải chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất để đảm bảo an toàn tính mạng, nhất là trẻ em và các đối tượng yếu thế, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành nêu trên đình hoãn các cuộc họp không thật cấp bách, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công từng thành viên trong thường vụ, thường trực ủy ban trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng chống bão lũ. Sức càn quét của ba cơn bão mạnh đổ bộ vào Việt Nam gần đây. Hiện tại bão số 3, bão Yagi năm 2024, cách Quảng Ninh hơn 500 km, cường độ bão cấp 16 giật trên cấp 17 di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20 km/h. Cơ quan dự báo khí tượng Thủy văn dự báo siêu bão này sẽ đổ bộ vào đất liền vào sáng sớm ngày mai ngày 7 tháng 9. Trước cơn bão Yagi, hãy cùng Vietnamnet xem lại lịch sử 3 cơn bão mạnh đổ bộ vào nước ta trong những năm gần đây.
Bão Mirine năm 2016. Sáng ngày 27 tháng 7, bão số 1 cơn bão Mirine đi vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Đến chiều cùng ngày, bão tăng tốc nhanh và uy hiếp khu vực Quảng Ninh, Thái Bình khi tiếp cận bờ biển tỉnh Nam Định, Ninh Bình, bão có cường độ giật cấp 12, cấp 13. Cơn bão Mirine đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh ven biển Bắc Bộ. Cụ thể đã có 3 người chết, 4 người mất tích, 30 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, hơn 1.400 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng, 12 tàu chìm, 130 hectare diện tích nuôi trồng thủy sản ở Nam Định bị thiệt hại, hàng trăm cột điện cao thế ở nhiều tỉnh thành bị đổ, gây nên sự cố mất điện toàn tỉnh tại 3 tỉnh Nam Định, Hà Nam và Thái Bình. Bão cũng làm các tỉnh điêu đứng, với hơn 190.000 hectare lúa bị ngập, gần 21.000 diện tích rau màu bị hư hại, hơn 44.000 cây bị gãy đổ, trong đó Hà Nội là nhiều nhất, gần 66.000 con gia súc gia cầm bị chết và cuốn trôi, gần 11.000 hectare và 242 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Bão Dosuri năm 2017. Khoảng 11 giờ ngày 15 tháng 9, tâm bão số 10 bão Dosuri đi qua địa phận các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, sau đó tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc sang khu vực Thượng Lào. Thời gian có gió bão mạnh nhất khu vực Hà Tĩnh diễn ra trong khoảng từ 9 giờ đến 20 giờ ngày 15 tháng 9. Lượng mưa các khu vực trong tỉnh phổ biến từ 157,3 đến 339,5mm. Cường độ bão khi đổ bộ đạt cấp 11-12, gió giật cấp 14-15. Do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10, nên lượng mưa tính từ 1 giờ ngày 14 tháng 9 đến 19 giờ ngày 15 tháng 9 phổ biến từ 160 đến 312mm. Riêng thành phố Hà Tĩnh có 339,5mm. Từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 9, bão số 10 gây thiệt hại lớn về dân sinh và sản xuất nông nghiệp. Mưa bão làm ngập 29 thôn, 4.699 hộ dân của 4 huyện vùng ven biển, cửa sông của Hà Tĩnh như Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Lộc Hà, Thạch Hà. Đường quốc lộ 1A đi qua thị xã Kỳ Anh tạm dừng hoạt động nhiều giờ. Nhiều tuyến giao thông liên xã thuộc các địa phương ven biển bị ngập sâu gây khó khăn cho việc đi lại. Toàn tỉnh Hà Tĩnh có 62.512 nhà dân bị đổ, tốc mái, nhiều trường học, trạm y tế và một số đơn vị cơ quan cũng bị tốc mái. Bão Molavi năm 2020. Sáng ngày 26 tháng 10, bão Molavi đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 với cường độ cấp 12, giật cấp 14. Sau đó, bão số 9 di chuyển nhanh theo hướng Tây và mạnh thêm 2 đến 3 cấp. Cường độ bão mạnh nhất đạt cấp 14, giật cấp 17 trong ngày và đêm 27 tháng 10. Nửa đêm 27 tháng 10 đến sáng 28 tháng 10, khi vào gần vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ thành phố Đà Nẵng đến Bình Định, cường độ bão giảm xuống còn cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, 16. Đến trưa ngày 28 tháng 10, bão số 9 đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định với cường độ mạnh cấp 11, 12, giật cấp 14. Sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Khu vực tỉnh Quảng Ngãi là nơi tâm bão số 9 đi qua nên bị ảnh hưởng nặng nề. Bão đã khiến 13 người bị thương, 433 ngôi nhà thiệt hại hoàn toàn, gần 150.000 ngôi nhà bị thiệt hại trên 50%, 167 tàu thuyền bị chìm, khoảng 68 hectare nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Những lưu ý sống còn trước giờ siêu bão Yagi đổ bộ. Theo các chuyên gia khí tượng, bão Yagi là siêu bão mạnh nhất năm 2024 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương tính đến thời điểm hiện tại. Đây là cơn bão rất mạnh, hoàn lưu rộng, vùng gió mạnh trên cấp 8 có bán kính khoảng 250 km, vùng có gió mạnh trên cấp 10 khoảng 150 km, vùng có gió mạnh trên cấp 12 khoảng 80 km xung quanh tâm bão. Các trung tâm dự báo quốc tế đều có chung nhận định bão Yagi, bão số 3 tiếp tục duy trì cấp siêu bão từ cấp 16 trở lên cho đến khi vào đến vùng ven biển của phía đông đảo Hải Nam Trung Quốc. Sau đó, bão số 3 di chuyển vào vịnh Bắc Bộ còn mạnh cấp 13-14, giật cấp 16. Khi ảnh hưởng đất liền, cường độ có khả năng còn mạnh cấp 9 đến cấp 12, giật cấp 13-14. Vì vùng ảnh hưởng rộng nên người dân cần có biện pháp phòng chống trước khi bão đổ bộ vào đất liền. Hãy tận dụng thời gian vàng để ứng phó với bão Yagi. Trước khi bão đổ bộ vào đất liền, theo khuyến cáo của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, người dân cần thường xuyên theo dõi bản tin dự báo, cảnh báo bão trên các phương tiện thông tin đại chúng và loa phát thanh của thôn, xã, chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn khi bão về như chèn chống các cửa của nhà, loại bỏ những cây, cành bị chết, bị bệnh, xác định các vật dụng trong sân nên mang vào trong nhà, vệ sinh máng nước mưa, gầm cầu thang ngoài, giếng cửa sổ, đường thoát nước, ống thoát nước. Nếu không có lệnh sơ tán của chính quyền,
hãy tìm nơi trú ẩn trong nhà cho gia đình mình, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai khuyến cáo. Ngoài ra, các thành viên trong gia đình có thể bị chia cắt trong cơn bão, hãy chuẩn bị bằng cách lập một kế hoạch tiếp cận với nhau. Trong khi bão đổ bộ, người dân vẫn cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo bão trên các phương tiện truyền thông đại chúng và loa phát thanh của thôn, xã, đề phòng tai nạn do đổ nhà, cây cối, cột điện, các vật bị gió thổi bay điện giật. Tuyệt đối không trú tránh dưới gốc cây, cột điện, vật dễ đổ, nên ở trong nhà, nơi trú ẩn không đi ra ngoài, tránh xa cửa sổ và cửa ra vào. Cơ quan phòng chống thiên tai khuyến báo. Đặc biệt, người dân cần chuẩn bị sẵn đèn pin để đề phòng mất điện, không dùng nến thắp sáng để tìm kiếm đồ trong không gian hạn chế, khu vực bếp ga vì dễ dẫn đến nguy cơ cháy nổ. Nếu được lệnh sơ tán, hãy mang theo các đồ dùng thiết yếu cho gia đình và di chuyển ngay đến một nơi trú ẩn được chính quyền địa phương sắp xếp. Phải thông tin kịp thời, chính xác vị trí tình trạng nguy hiểm khi cần cứu nạn, cứu hộ, đại diện Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai nhấn mạnh. Sau khi bão đổ bộ, Cơ quan Phòng chống thiên tai cho biết, người dân cần tiếp tục theo dõi tin tức và cập nhật tình hình thời tiết ngay cả khi bão đã đổ bộ vào đất liền. Chỉ được phép về nhà từ nơi sơ tán khi có sự cho phép của chính quyền địa phương. Đồng thời, chú ý đến các yếu tố nguy hiểm như đường dây điện bị đứt và nước nhiễm điện. Vì thông thường, khi bão tan, khả năng lũ lụt vẫn còn xảy ra. Tuyệt đối không đến gần hoặc đi vào các tòa nhà đã bị hư hại, ngập nước, tuân thủ theo các biển cảnh báo khi lái xe, không đi vào đường bị ngập nước hoặc có chướng ngại vật, ngay cả với phương tiện lớn, vì phương tiện có thể bị nước cuốn trôi hoặc nguy hiểm. Trong buổi họp trực tiếp, kết hợp trực tuyến về diễn biến cơn bão số 3 Yagi, công tác chuẩn bị ứng phó tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chiều ngày 5 tháng 9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, phương châm là chủ động phòng ngừa, có thể phòng ngừa 10 lần mới xảy ra một lần, nhưng chỉ cần chủ quan một lần thì hậu quả để lại sẽ rất nặng nề. Chụp ảnh người dân Trung Quốc gấp rút đối phó siêu bão Yagi đổ bộ. Siêu bão Yagi, cơn bão cấp 17 mạnh nhất trong gần một thập kỷ qua, cơn bão thứ 11 của năm, tính theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, dự kiến sẽ đổ bộ vào Quảng Đông, Trung Quốc vào chiều ngày 6 tháng 9. Các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam của Trung Quốc đã kích hoạt hàng loạt các biện pháp để ứng phó với siêu bão Yagi. Tân Hoa Xã trích dẫn thông tin từ NMEFC cho biết, cảnh báo thủy triều dâng mức độ đỏ do ảnh hưởng của bão Yagi đã được đưa ra tại một loạt khu vực nằm ở phía nam Trung Quốc. NMEFC trước đó đã yêu cầu các cấp chính quyền và cơ quan chức năng có liên quan nhanh chóng chuẩn bị những biện pháp ứng phó thiên tai khẩn cấp, kịp thời sơ tán các hộ gia đình sinh sống ở vùng trũng ven biển, đóng cửa các bãi tắm và khu vui chơi giải trí nằm gần biển và di chuyển du khách tới nơi an toàn. Theo dự báo được NMEFC đưa ra 8 giờ sáng ngày 6 tháng 9, 7 giờ sáng theo giờ Hà Nội, mực thủy triều dâng ở khu vực đông bắc đảo Hải Nam, nơi siêu bão Yagi dự kiến đổ bộ, sẽ lên tới 2 đến 5,3 mét. Ủy ban phòng chống, giảm nhẹ và trợ cứu thiên tai tỉnh Hải Nam đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt và gió lên cấp 1, mức cao nhất về phòng chống bão. Đảo Hải Nam đã đóng cửa tất cả các điểm du lịch địa phương, bãi tắm, du lịch giải trí trên biển, cũng như tạm dừng dịch vụ tàu thuyền, hàng không. Theo Independent, siêu bão hiếm khi đổ bộ vào Hải Nam, chỉ có 9 trong số 106 cơn bão đổ bộ vào tỉnh đảo này từ năm 1949 đến năm 2023 được xếp vào loại siêu bão. Từ 14 giờ 30 phút chiều ngày 6 tháng 9, nhiều khu vực ở Hà Nội bắt đầu có mưa dông lớn, gió giật liên hồi do ảnh hưởng của hoàn lưu xa siêu bão Yagi, bão số 3. Ghi nhận tại khu vực xã Đàn, quận Đống Đa, khi trời đang có nắng, cảm giác oi nóng thì bất ngờ tối sầm, rồi cơn mưa đổ ập xuống. Anh Nguyễn Duy, trú tại Đống Đa, Hà Nội cho biết, gió rít từng hồi kèm mưa nặng hạt, khiến cây cối nghiêng ngả làm nhiều người đang đi ở đường phải tìm chỗ trú. Mưa dông ập xuống bất ngờ khiến nhiều người cảm nhận sức gió rõ rệt như bão đang đến rất gần. Anh Duy mô tả, tại khu vực nút giao phố Hàng Cá, Chả Cá, quận Hoàn Kiếm, một cây xanh bị đổ, đè trúng xe điện khiến một người bị thương. Hiện, lực lượng chức năng đang khắc phục hậu quả. Còn tại phố Nguyễn Xuân Linh, quận Cầu Giấy, gió to đã quật cây xanh và xe máy đi trên đường. Nhiều người khi thấy gió to đã nhanh chóng bỏ phương tiện để trú tránh vào nhà ven đường. Anh Nguyễn Quang, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, gió giật mạnh khiến cây xanh đổ ngổn ngang, một số xe máy đang để trên đường cũng bị đổ ra giữa đường. Lúc đó, nhiều người hoảng sợ đã bỏ chạy để trú tránh vào các nhà xung quanh. Anh Nguyễn Quang nói, tại đường 70, đoạn qua chung cư CT5A, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, một cây xanh lớn đã đổ chắn ngang đường khiến giao thông bị ùn tắc cục bộ. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ của đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 7 có mặt để phối hợp cùng các lực lượng khác phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn. Tình trạng cây gãy đổ cũng xảy ra ở các quận Hà Đông, Long Biên, Thanh Xuân.
Khoảng hơn 15 giờ, tại đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, do mưa to gió lớn, một cây phượng bật gốc đè trúng vào xe máy do người đàn ông điều khiển chở theo một phụ nữ. Vụ việc khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ, người lái xe máy bị thương nặng ở vùng đầu, được cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu. Mưa dông lớn xảy ra tại Hà Nội do ảnh hưởng bởi hoàn lưu trước bão của siêu bão Yagi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa cho biết, đến 13 giờ chiều nay, 6 tháng 9, vị trí tâm siêu bão số 3 Yagi trên vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 450 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, từ 184 đến 201 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm nếu lơ là trong công tác ứng phó bão số 3 Yagi. Ngày 5 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành công điện chỉ đạo các bộ ngành, địa phương khẩn trương triển khai ứng phó bão số 3 năm 2024. Các địa phương chỉ đạo đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập, an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chống ngập úng khu đô thị và khu công nghiệp, đồng thời chủ động bố trí lực lượng, phương tiện đi lại khu vực trọng điểm xung yếu để sẵn sàng triển khai xử lý kịp thời các tình huống phát sinh khi bão lũ. Thủ tướng lưu ý, cần xem xét trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị lơ là chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống bão lũ, xử lý nghiêm chủ doanh nghiệp, phương tiện tàu thuyền, lồng bè không tuân thủ chỉ đạo của cơ quan chức năng và lực lượng có thẩm quyền trong công tác phòng chống bão. Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Ban Bí thư, Thủ tướng nếu chủ quan, lơ là trong lãnh đạo chỉ đạo, chậm triển khai ứng phó với bão, lũ dẫn tới thiệt hại lớn về người và tài sản. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật phương án ứng phó theo mức độ rủi ro của bão, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng có liên quan, triển khai công tác phòng chống bão lũ theo quy định. Các bộ ngành khác theo chức năng quản lý nhà nước được giao tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng chống bão theo chỉ đạo của Thủ tướng tại công điện ngày 3 tháng 9. Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác ứng phó khắc phục hậu quả của bão số 3 và mưa lũ sau bão. Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch tỉnh hoãn họp để ứng phó với bão số 3. Ngày 5 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành công điện chỉ đạo các bộ ngành, địa phương khẩn trương triển khai ứng phó bão số 3 năm 2024. Công điện gửi Bí thư, Chủ tịch 35 tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang. Công điện cũng được gửi đến Bộ trưởng các bộ, Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Công điện nhắc lại thông tin sáng nay, bão số 3 đã mạnh lên thành siêu bão. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp số 16, giật lên cấp 17. Dự báo từ sáng mai, bão ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16. Từ đêm mai ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với sức gió mạnh nhất có thể đạt cấp 10, cấp 12, giật cấp 13-14 và ảnh hưởng sâu vào đất liền. Khả năng gây mưa bão, gió mạnh, nước dâng, sóng lớn trên biển và ven biển, gió mạnh và mưa lớn diện rộng trên đất liền. Bão số 3 được dự báo có cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp, nên Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương nêu trên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bão. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần phải chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất để đảm bảo an toàn tính mạng, nhất là trẻ em và các đối tượng yếu thế, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu các bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành nêu trên, đình hoãn các cuộc họp không thật cấp bách, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công từng thành viên trong thường vụ, thường trực ủy ban trực tiếp xuống các địa phương trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc kiểm tra công tác phòng chống bão lũ.
trong đó tập trung rà soát kỹ, triển khai ngay công tác đảm bảo an toàn đối với các hoạt động trên biển, trên đảo, bảo đảm an toàn cho người dân, tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, đặc biệt là tàu thuyền ở khu vực Vịnh Bắc Bộ và ven biển Hà Tĩnh trở ra, và tại nơi tránh trú. Thủ tướng lưu ý, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, tàu thuyền tại nơi tránh trú, khu vực có nguy cơ ngập sâu do sóng lớn, nước dâng, mưa lũ, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, không đảm bảo an toàn, kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão ảnh hưởng trực tiếp và mưa lũ lớn. Trường hợp cần thiết phải chủ động cưỡng chế, di rời để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Bão số 3 Yagi đạt cấp siêu bão trong hôm nay, áp sát Vịnh Bắc Bộ. Hai ngày qua, bão số 3 đã tăng 7 cấp từ khi vào Biển Đông. Các chuyên gia nhận định, cường độ có thể tăng lên thành siêu bão cấp 16, giật trên cấp 17 trong hôm nay trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, nhanh hơn so với những nhận định trước đó. Đây có thể được coi là thời gian bão đạt cường độ cực đại. Dự báo đến 7 giờ sáng mai ngày 6 tháng 9, vị trí tâm bão cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 190 km về phía đông, cách Quảng Ninh khoảng 590 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn duy trì cường độ cấp 16, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 10 đến 15 km/h. Sau khi đi qua đảo Hải Nam, do ma sát với địa hình, bão sẽ giảm cấp, không còn là siêu bão. Tuy nhiên, khi đi vào vùng biển Vịnh Bắc Bộ, bão vẫn duy trì cường độ rất mạnh cấp 13 đến 14, giật cấp 17 do điều kiện mặt biển ấm. Dự báo khoảng đêm mai, bão vào Vịnh Bắc Bộ và bắt đầu tác động đến đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đến 7 giờ sáng ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 190 km về phía Đông Đông Nam, giữ nguyên hướng di chuyển với 15 đến 20 km/h và suy yếu dần. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, kịch bản có khả năng cao nhất hiện nay là tâm bão sẽ đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng. Tuy nhiên, do vùng mây rông rộng cả nghìn km nên vùng ảnh hưởng trực tiếp, gió cấp 6 trở lên kèm mưa lớn, bao trùm toàn bộ miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Trọng tâm là 5 địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình. Ông Lâm cũng lưu ý, khi vào đất liền nước ta, bão Yagi tăng tốc nên thời gian di chuyển nhanh, kết thúc nhanh. Cụ thể, trong ngày 6 tháng 9, khu vực Vịnh Bắc Bộ, các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 đến 7, giật cấp 9 và sau đó sẽ tăng nhanh chóng lên cấp 10 đến 13 khi bão vào Vịnh Bắc Bộ. Từ sáng và trưa ngày 7 tháng 9, ở đất liền bắt đầu chịu tác động của gió bão. Thời gian nguy hiểm nhất của gió mạnh là từ chiều và đêm ngày 7 tháng 9 đến sáng ngày 8 tháng 9. Bão số 3 Yagi sẽ gây ra đợt mưa lớn diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Mưa to đến rất to sẽ gây ra một đợt lũ, ngập lụt diện rộng tại khu vực đồng bằng, ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn là mối nguy đặc biệt về lũ quét, sạt lở đất, tập trung tại vùng núi, trung du của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Cụ thể, từ đêm 6 tháng 9 đến sáng 9 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm, có nơi trên 500mm. Bão số 3 Yagi lên cấp siêu bão, khi nào đổ bộ? Sáng nay, bão số 3 Yagi mạnh cấp 16, cấp siêu bão, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây. Khoảng 10 giờ sáng mai, ngày 6 tháng 9, bão số 3 cách Quảng Ninh khoảng 120 km. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay ngày 5 tháng 9, bão số 3, bão Yagi tiếp tục mạnh lên cấp 16, cấp siêu bão. Hồi 10 giờ, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc, 115,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 490 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, từ 184 đến 201 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/h. Do tác động của bão số 3, trên biển, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11 đến 14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15 đến 16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Từ khoảng trưa ngày 6 tháng 9, vùng biển phía đông của Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, có gió mạnh dần lên cấp 6 đến 7. Từ đêm ngày 6 tháng 9, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, gió mạnh dần lên cấp 8 đến 9, sau tăng lên cấp 10 đến 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13 đến 14, giật cấp 17, biển động dữ dội.
Trên đất liền, từ gần sáng ngày 7 tháng 9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6 đến 7, sau tăng lên cấp 8 đến 9. Vùng gần tâm bão cấp 10 đến 12, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 đến 8, giật cấp 9 đến 11. Sóng biển, khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao từ 7,0 đến 9,0 mét, vùng gần tâm bão từ 10,0 đến 12,0 mét, biển động dữ dội. Từ chiều ngày 6 tháng 9, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, sóng cao 2,0 đến 4,0 mét, sau tăng lên 3,0 đến 5,0 mét, vùng gần tâm bão đi qua 6,0 đến 8,0 mét. Từ gần sáng ngày 7 tháng 9, vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, sóng cao 2,0 đến 3,0 mét, sau tăng lên 2,0 đến 4,0 mét, vùng gần tâm bão 3,0 đến 5,0 mét. Ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,5 đến 1,8 mét vào chiều và đêm ngày 7 tháng 9 và nước rút do bão cao từ 0,5 đến 1,0 mét vào sáng ngày 7 tháng 9. Các khu vực neo đậu tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, các tuyến đê, kè biển trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và nước dâng rút do bão. Mưa lớn, từ đêm 6 tháng 9 đến sáng 9 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa to. Cục bộ có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 350mm, có nơi trên 500mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Dông, lốc xoáy. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Cách chống bay mái tôn, gia cố nhà cửa để ứng phó với bão Yagi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 7 giờ sáng ngày 5 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 Yagi trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 520 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, từ 167 đến 183 km/h, giật trên cấp 17. Những giờ qua, bão vẫn di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/h. Hai ngày qua, bão Yagi đã tăng 7 cấp từ khi vào Biển Đông. Các chuyên gia nhận định, cường độ có thể tăng lên thành siêu bão cấp 16, giật trên cấp 17 trong hôm nay trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, nhanh hơn so với những nhận định trước đó. Đây có thể được coi là thời gian bão đạt cường độ cực đại. Theo đại diện của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo bão. Trước khi bão đổ bộ vào đất liền, cần gia cố, chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây. Người dân có thể dùng các túi nước khoảng 20-30 lít cho vào các bao tải và bơm nước nhưng không bơm quá đầy để tạo thế nằm vững chãi, buộc chặt, cố định bằng dây, đè trên mái tôn. Ngoài ra, người dân cũng có thể dùng bao tải đất, cát để thay thế nước. Đại diện Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai khuyến cáo. Ngoài ra, người dân cần chèn chống các cửa của nhà, loại bỏ những cây, cành bị chết, bị bệnh. Đồng thời, xác định các vật dụng trong sân nên mang vào trong nhà, vệ sinh máng nước mưa, gầm cầu thang ngoài, giếng cửa sổ, đường thoát nước, đường ống thoát nước. Cũng theo đại diện Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, trước khi bão đổ bộ vào đất liền, người dân cần xác định vị trí an toàn để trú ẩn, chủ động sơ tán khỏi các nhà không đảm bảo an toàn, vùng ven biển, cửa sông đề phòng nước dâng. Đồng thời, giữ trữ nước uống, lương thực thực phẩm, thuốc men, các vật dụng cần thiết đủ để dùng ít nhất 7 ngày. Nếu không có lệnh sơ tán của chính quyền, hãy tìm nơi trú ẩn trong nhà cho gia đình mình. Nơi an toàn nhất khi có bão là phòng bên trong không có cửa sổ. Các thành viên trong gia đình có thể bị chia cắt trong một cơn bão. Hãy chuẩn bị bằng cách lập một kế hoạch liên lạc, tiếp cận với nhau. Chuẩn bị một bộ đồ dùng cho gia đình, đèn pin, đài radio, quần áo ấm, chăn, bộ sơ cứu, thuốc men, nước đóng chai và thực phẩm không dễ hư hỏng. Các gia đình có trẻ em nên để mỗi trẻ tự tạo gói đồ dùng cá nhân của mình. Chủ động ứng phó với bão số 3 trên đường bộ và Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 7 giờ sáng nay, ngày 5 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 Yagi trên vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam, Trung Quốc, khoảng 520 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, từ 167 đến 183 km/h, giật trên cấp 17. Những giờ qua, bão vẫn di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/h. Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện gửi các khu quản lý đường bộ 1, 2, 3 và nhiều tỉnh về việc ứng phó với cơn bão số 3, bão Yagi.
Để kịp thời ứng phó, hạn chế thiệt hại do bão số 3 gây ra, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 3, chủ động triển khai phương án bảo đảm giao thông và có biện pháp bảo vệ các công trình đường, cầu, ống, nhà kho. Các đơn vị cũng phải chuẩn bị dầm cầu, phao, máy móc, thiết bị, phương tiện, nhân lực sẵn sàng bảo đảm giao thông khi sự cố xảy ra, duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng cứu, bảo đảm giao thông nhằm hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại. Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện phân luồng giao thông ngay khi ách tắc giao thông, chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông đường bộ chủ động phối hợp với cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương khi phân luồng. Đồng thời, phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương, tổ chức lực lượng ứng cứu bảo đảm giao thông 24/24 giờ, phải thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 3, yêu cầu các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ. Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải cũng vừa ban hành công điện yêu cầu Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam chỉ đạo các đài thông tin duyên hải phát cảnh báo bão số 3 trên Biển Đông cho các phương tiện hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động tránh trú an toàn. Các cảng vụ hàng hải được yêu cầu theo dõi, cập nhật diễn biến của cơn bão số 3, hướng dẫn cho tàu thuyền tránh đi vào khu vực nguy hiểm. Trường hợp tàu thuyền rời cảng, khuyến cáo cho tàu thuyền không đi vào vùng nguy hiểm của thiên tai, đặc biệt lưu ý đối với các tàu biển mang cấp hạn chế 3 và phương tiện thủy nội địa mang cấp VRSB. Riêng các cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam cần tổ chức kiểm đếm tàu thuyền trước 6 giờ và 15 giờ hàng ngày, báo cáo về Cục Hàng hải Việt Nam số lượng tàu thuyền neo đậu trong khu vực quản lý và các trường hợp đột xuất khác. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cần duy trì lực lượng và phương tiện, sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu. Theo đại diện Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Quốc phòng, hơn 425.000 chiến sĩ và trên 4.000 lượt phương tiện tàu thuyền máy bay đã sẵn sàng để ứng phó với bão Yagi. Chiều 4 tháng 9, tại cuộc họp ứng phó với bão số 3 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan chủ trì, đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã có 2 công điện, chỉ đạo Bộ đội Biên phòng các tỉnh tổ chức kiểm tra rà soát nhằm ứng phó với bão số 3 và bổ sung cơ sở vật chất để đón nhân dân tránh trú. Đại tá Nguyễn Văn Khanh, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng nêu rõ, đơn vị đã yêu cầu Bộ đội Biên phòng các tỉnh hỗ trợ địa phương kiểm tra, nắm chắc những địa điểm dễ ngập úng, lũ quét, di dời nhân dân đến nơi an toàn, chằng chống nhà cửa, lồng bè. Tại các tỉnh như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, thành phố Đà Nẵng là những địa phương có số lượng lớn tàu thuyền, do đó Bộ đội Biên phòng các địa phương sẽ trực tiếp gặp gỡ các chủ tàu thuyền, kiên quyết kêu gọi di chuyển để đảm bảo an toàn. Tại cuộc họp, đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng chỉ ra thực trạng một số ngư dân hoạt động ở vùng biển xa thường dựa vào kinh nghiệm của bản thân để tự dự đoán bão. Từ đó nhiều trường hợp giữ tư tưởng chủ quan, không chấp hành các hướng dẫn chỉ đạo của lực lượng chức năng. Cũng tại cuộc họp, đại diện Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Quốc phòng cho biết, trước diễn biến bão số 3, Bộ Quốc phòng đã ban hành 3 công điện cho toàn quân thực hiện ứng phó với bão, gồm duy trì ứng trực, tham mưu địa phương rà soát các điểm nguy hiểm, sẵn sàng di dời người dân, sẵn sàng lực lượng để ứng phó khi bão vào. Theo đại diện Cục Cứu hộ Cứu nạn, hơn 425.000 chiến sĩ với hơn 4.000 lượt phương tiện tàu thuyền máy bay đã sẵn sàng để ứng phó với bão, tích cực chỉ đạo các quân khu quyết liệt triển khai các chỉ đạo của chính phủ, tập trung nỗ lực cùng cấp ủy chính quyền địa phương ứng phó với bão. Trước thực trạng nhiều ngư dân chủ quan trước bão và những cảnh báo yêu cầu của lực lượng chức năng, đại diện Cục Cứu hộ Cứu nạn cho rằng vẫn phải tuyên truyền với tinh thần mưa dầm thấm lâu, đặc biệt là phải tuyên truyền mạnh với các chủ tàu, cương quyết di dời nhân dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Rút kinh nghiệm những trận mưa bão vừa qua thiệt hại về người sau bão, coi tính mạng con người là trên hết. Đại diện Bộ Công an cho biết, Bộ đã chỉ đạo Công an các địa phương thường trực, ứng trực 100% quân số để ứng trực phòng chống bão số 3. Đặc biệt, lực lượng công an cơ sở phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, cấp ngành trên địa bàn để đảm bảo công tác nắm hộ, nắm người để tuyên truyền và vận động nhân dân. Bên cạnh đó, đảm bảo an toàn cho người dân trên các đảo, chòi canh, lồng bè. Hiện tại, để chủ động ứng phó bão số 3, một số đơn vị chuyên trách của Bộ và Công an các tỉnh, thành phố, ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An đang sẵn sàng huy động gần 35.000 cán bộ chiến sĩ. Ngoài ra, còn có hơn 1.000 phương tiện thủy bộ và hơn 1.200 máy phát điện để phục vụ việc ứng phó với bão số 3. Trong những ngày tới, Ban Chỉ đạo Bộ Công an chỉ đạo Công an các địa phương căn cứ vào diễn biến của bão số 3,
và mưa lũ để triển khai ngay các phương án, kế hoạch và cùng với các cấp ngành để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân, giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 5 tháng 9, vị trí tâm bão Yagi, bão số 3, ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc, 116 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 550 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, 167 đến 183 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/h. Đến 4 giờ ngày 6 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 112,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 210 km về phía Đông, cường độ cấp 16, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10 đến 15 km/h. Dự báo tác động của bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11 đến 13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14 đến 16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Từ đêm mùng 6 tháng 9, khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 10 đến 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13 đến 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Vùng biển khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 7 đến 9m, vùng gần tâm bão 10 đến 12m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Trên đất liền, dự báo thời tiết hôm nay ngày mùng 5 tháng 9, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác vài nơi. Riêng khu vực từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Tây Nguyên có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết ngày 5 tháng 9, 2024, chi tiết các vùng trên cả nước. Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 33 đến 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc, gió Bắc đến Tây Bắc. Phía Nam, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2, 3.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.